mà đó. Hả? Nên là em mặc quần đó. Ờ nghe hàng chi nãy giờ không thấy em kêu cho mình vô đây chụp cho. Hả? Mặc cái quần như của mẹ em hả? Cái quần này hơi bị hot á. Hot. Dép em cũng là hot ở trên TikTok mà nhìn nó đúng gớm luôn á. Rồi bây giờ quần em cũng nói hot á. Thật mà nhiều người mặc lắm á, thật sự á. Cái gu thời trang của em anh nói thiệt luôn á Vân. Đây để lại bảo không ga lăng. Sơ hở. Bình thường là ta lâu lâu người ta quên cái là không ra lăng, còn ta muốn đeo cái giật giật. Hãy đứa là xe xong rồi á, sẽ đi trải nghiệm ăn cốm nha các bạn nha. Thì Mùa Hưu Hà Nội rất là nổi tiếng với cái món gọi là cốm nha các bạn. Trời ơi bạn này hôm qua thức khuya thì dưới này ngủ luôn. Các anh phải bật chế độ chai hạt lên quá em. Trời ơi chắc bật đi anh ơi. Hả? Chắc bật đi. Các chú vẫn còn đạp không? Ngày xưa xây nhà sát hồ quá. Bây giờ đường này có muốn mở rộng không mở được. Đường lùi như này thì được nè. Nên có cà phê á. Đó, cho nên là bạn nào muốn đặt xe Hồ Tây phải đi thật sớm nha. Đi lúc 5 rưỡi á. Ra đến Hồ Tây 6 giờ, đạp tới 7 giờ. Không, đi 5 giờ ok hơn. Đạp vòng về là đối tắt đường. Tới đường đạp xe không sướng đâu. Đây cái xe màu trắng nó nhìn xịn nhờ. Anh thấy không? Không. Thấy cái xe màu trắng hồi nãy không? Không. Tay lái lụa dữ ha. Ê con gái hả em? Con gái chạy chiếc cross này á. Mà tay lái đúng lụa luôn. Đó, con gái có sơ mi nha, nghiêm túc lắm á. Đúng 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 con tài phiệt luôn á. Chắc là nhà ở đây luôn rồi. Đúng nhà mà kho bố làm to luôn á. Đúng rồi. Rồi tới đây thì có gọi là lụa cỡ mấy cũng phải xếp hàng. Ôi trời ơi xem té. Chỉ có xe máy mới lên được thôi. Mà nhìn bạn đó giống tổng tài ha. Ừ. Vi sùa viết thật. Rất là nghiêm túc. Chạy chiếc cross mà đẳng cấp luôn. Chắc là bao nhiêu anh? Biển 30, biển Hà Nội luôn. Nhưng mà vẫn thua Exciter hết. Đúng, đó là máy điện. Sao anh có thể đi sát được như thế? Dài á. À cái đường mà xe hoa này kia đúng không? Trong là cầm trên tay bó hoa á. Nhưng mà sao này em có xe hoa nào vậy? Không biết nữa. Đúng đúng như kia á. Nay là gì công an đứng giữ ta. Ở ngoài Hà Nội an toàn lắm. Một mét là chắc ba ông công an á. Xe hoa nè. Ừ. Đẹp không? Đẹp. Đi ăn cái đã đói quá. Đó. Đây ra đây chụp nè. Thôi đang mặc đồ xấu lắm. Ờ đúng rồi. Mặc đầm mặc ơ mới ra chụp chứ. Lấy hả? Đúng. Phải không? Có ghế ngồi lại không chị? Được. Hai cái thôi. Hai đi. Xôi cơm. Này được chưa anh? Hả? Được chưa? Đây là xôi cốm của chị. Đẹp lắm. 2 đến 5 nghìn đồng.
Thôi thử thử trước như đó đi. Ăn hết đi, ăn thêm. Yên tâm. Bao ngon. Cái này là cho người ta mang đi hả chị? Một phần như thế này là bao nhiêu á? 3 lạng là 75. Wow. Thoải mái luôn. Quá đã. Nhìn hấp dẫn. Quay vô đây, quay vô đây này. Wow. Sao hay thơm không em? Thơm. Thơm mùi lúa non á. Cái này là lúa nếp non hả chị? Lúa nếp là lúa nếp làng. Lúa lên lớp lớp lòng làng lưng lưng. Chị có bị lẹo đâu đó không chị? Lúa lép là lúa lép nàng. Lúa lên lớp lớp lòng làng sẵn luôn, xỉu sẵn luôn. Hả? Ngon đấy. Đây ngon là gì ha? Ê ngon lắm anh em thử. Chị thu hoạch hết rồi hả? Hạt chắc thì là nó mẩy ra rồi. Cái này là hạt nếp. Cái này là bánh gai gì ha? Bánh gai này, bánh gai này, bánh cốm này, cốm su này. Hồi bé anh thích ăn cái này cực. Cốm xào, xôi cốm. Cái này là một bị này là nhiêu? 30.000, 245. 5 cái. Một hộp này? Cái đấy 80.000, 10 cái. 80.000, 10 cái. Quá đã. Cái này mà em mua vô làm quà được á em? Ừ. Này thời hạn sử dụng được mấy ngày vậy? À, cái này là 5 ngày, 5 ngày. 5 ngày, 5 ngày. 5 ngày, 5 ngày bắt đầu cái này. Ngon không? Ngon, anh thử đi. Đây, đừng dưới đây mà ngồi nghe. Thôi được rồi, em ngồi đứng đi, được rồi chị. Đây, đấy, đừng dưới đây mà ngồi lên một thử. Thoải mái. Đi lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Quay phim chụp ảnh thoải mái, tại vì mình chả có gì mình phải giấu cả. Dạ. Mình làm ngon mà. Minh bạch luôn. Em nhờ coi trên mạng mới biết chỗ chị chứ. À, có hàng yếu hả? Đúng rồi, cho nên là bây giờ mình nên gọi là cho người ta quay phim. Thoải mái đi, quay đi. Chưa. Em không coi, em không biết ở đây đâu. Em gõ là tôi cơm Hà Nội. TikTok đúng không? Đúng rồi. Mềm ha. Chị bán bao nhiêu năm rồi? Nhà trong đây đúng không chị ha? Nhà bác gì ha? 30 năm rồi. Lâu đời lắm rồi. 30 năm của chị thì cũng bán được mấy năm thôi. Mềm. Xôi cốm. Còn cái cốm không đâu chị? Mềm mà kiểu có độ hơi dai á, nhai đã. Đây nè, em muốn dai nhai cái cốm thông này nè. Ừ. Cốm thông này nhai từ từ, chậm chậm. Đó là cho anh thử nhá. Cho anh thì mua về làm quà thôi, để mắc này. Ok, cảm ơn chị. Cốm này mà ngồi lai nhai cà phê với cả chấm chuối là đúng vị. Chấm chuối à? Ừ. Đúng rồi. Chuối này chấm với cốm tươi này. Ừ. Là đúng vị nhá. Em thấy ăn chuối già cui á. Chuối chay ngắn ngắn á. À, chuối đúng rồi, chuối sứ ngoài nè. Chuối ngự, trong miền Nam gọi là chuối sứ. Nhưng mà có phải lúc nặng có chuối ngự lắm. Chuối ra, chuối ra hiếm lắm. Thỉnh hoàng nó có. Đúng rồi. Giờ người ta trồng công nghiệp cho trồng chuối này không à? Chuối năm nay là không được đấy, vì bão vừa rồi nó chết hết rồi. Đúng rồi. Đốn non, người ta đốn non, người ta vú ép. Nhìn này là em biết vú ép rồi. Nhưng mà hầu như là không có. Dạ. Đây là cốm. Cốm nguyên chất. Ừ. Dạ. Ăn cái này là xôi thì mềm, còn cốm thì dai dai. Kết hợp lại là ngon cực kỳ luôn. Nói chung là em thích những cái gì đó dẻo dai. Đúng rồi. Có dừa nè, có đậu, có hạt sen. Hạt sen. Bình thường mới gặp là sẽ kiểu là có thêm em đấy, cái cười cũng nhiều. Giờ hết rồi, hết cái thời đó rồi. Hết vui ạ. Mua cái này vậy.
bánh cốm. Cái là xanh 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 đúng không? Bên trong là nhân đậu xanh. Đúng không? Quên. Mà ngon lắm. Bánh cốm Việt Ninh. Em ơi, em cầm giùm em. Rồi em lại. À, sử dụng có 5 ngày ha. 5 ngày á? Ờ. Thôi được. Ui, to đấy. Bên trong nó có để lấy luôn. Wow, con này sản xuất được luôn. Đây. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này bên trong là nhân đậu xanh nè. Ở ngoài là cốm, ở trong là đậu xanh. Ừ. Uống thử đi. Mở ra thử đi. Uống thử đi. Thoải mái đúng không? Không tên gì đâu. Em ăn một nửa, em ăn một nửa nhá. À. Thơm lắm. Đúng thơm luôn á. Ngon lắm. Đúng rồi. Bao nhiêu công sức em đạp hồ tây hết rồi đó. Tự nhiên hết ngon nghe. Tự nhiên hết ngon nè. Thấy cũng tồi. Mà thôi cũng kệ. Thôi ăn đi, lát anh chở ra cho đạp vòng hồ tây tiếp. Không ăn à? Mấy cái này là chị tự làm hả? Mấy cái này chị tự làm hả? Mời đi ông anh. Chín đó. Mời nè. Mời rồi. Em vừa mời xong á. Em bảo là anh ăn đi xong rồi cái anh quay đi luôn, em tưởng là anh chê. Đâu quá không nghe á. Cắn em đậu xanh nè. Em cắn hết cái ngoài đi anh ăn đậu xanh ra. Không. Em thấy ăn cái này hả? Em thấy cái ngoài á. Anh cắn hết đậu xanh đi em ăn cái ngoài cho. Cái ngoài nó ở trước thì em phải ăn trước chứ là nó mới thấy lớp đậu xanh. Lá này gọi là lá gì ta? Lá giấy. Lá giấy. Giấy á. Lá giấy á. Giấy gì hay là gì á? Rờ rờ á, rẫy á. Rẫy. R R. Rẫy, rẫy. Rẫy, rẫy, rẫy. Anh lại giấy dài nha. Y dài. Rồi, ấy dạy anh đi. Cái này nó sụp sụp. Ê, mình nhẹn. Anh này cho em ăn sốt cốm. Gì đó? Xích lên xíu đi anh, gần cái cống à. Ok, bây giờ hai đứa sẽ phi sang là nhà thờ lớn về tấm hình. Bắt đầu nắng rồi đấy. Nhưng mà nắng kiểu không bị nóng nhở? Không, phía đang mát mà. Nằm trong phố này nè. Cái gì? Nằm nhà thờ lớn trong phố này nè. Mà kẹt xe ở lộn được một chiều cho nên không đi được. Để phòng lên đây. Chứ thôi là đi đường này nhanh hơn. Mát không? Mát. Đây, chúng ta sẽ tới gọi là phố nhà thờ. Đẹp chưa? Đẹp. VIP chưa? Đẳng cấp chưa? Đẳng cấp. Rồi chúng ta sẽ đi gửi xe. Mình cũng chưa biết là gửi xe ở đâu nữa. Khả năng cao là vứt bừa. Đây là nhà thờ lớn. Lần đầu tiên anh ra Hà Nội là anh ở khu này. Khu nhìn đã nhỏ. Đã lắm, lần đầu tiên ra đây ấn tượng không bao giờ quên được luôn. Là chị anh dắt anh ra. Để em xuống cái. Bạn ở đây là những chiếc ghế luôn. Mỗi người một ghế nhỏ, một ghế cao. Mỗi người hai ghế đi. Ngày xưa là anh ở trong cái ngõ bên kia kìa, quẹo 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 vô phía này. Ở cái kiểu nhà cũng giống giống vậy nè, nhưng mà kiểu lúc đó anh ra đang là mùa lạnh á, cảm giác thích lắm. Mùa
lạnh bên này. Kiểu mùa lạnh mặc đồ nó đẹp á. Anh đi dài nè, rồi anh mặc áo kiểu áo thun của có thằng gì tự nhiên quên tên ngay ta. Thằng gì anh với em đi mua đồ áo cặp á, Judith Lô á. Chị anh mua cho anh. Đi vô đi. Sao? Rồi. Được rồi không em? Được. Ôi toàn vẫy rồi. Gái không là gái luôn. Trời ơi nắng về mà đã sợ rồi. Gái nhiều lắm anh em. Sáng sáng ở đây đứng. Không nhận nhà thờ VIP thiệt, nhìn rất là to luôn. Ra Hà Nội 5 tháng rồi nhưng mà hôm nay là ngày đầu tiên anh ra đây là lại á. Giờ em được ra đó. Anh đi ngang thì rất là nhiều. Anh đi ngang thì rất là nhiều nhưng mà anh ít khi nào dừng lại chơi lắm. Phía bên này hả? Ở ngoài thôi. Ở trong là ngày cuối tuần á, người ta mới mở ra để cho mọi người vô thôi. Kế bên là có quán nước, quán ăn sáng, đồ đầy đủ hết á, không thiếu gì cả. Mát mẻ nhờ. Mát mẻ xong rồi đi ra đây đứng đã. Nắng sáng thì cực kỳ tốt cho làn da luôn. Nắng mà kiểu nắng ấm ấy chứ không phải là nắng. Nắng này là làm cho da chúng ta khỏe lên á, cái màu da nó đẹp hơn chứ nó không đen được đâu. Tầm tí nữa nó mới đen, tầm phải 9 giờ đổ đi á, chứ còn trước 9 giờ nắng. Ui ơi anh em ơi. Tới công chuyện cho anh em. Em là phải là anh chụp hình mẹ cho em rồi đó. Nên là em mặc quần đó. Hàng chi nãy giờ không thấy em kêu chụp hình. Vô đây anh chụp cho. Hả? Mặc cái quần như của mẹ em hả? Cái quần này hơi bị hot á. Hot. Dép em cũng là hot ở trên TikTok mà nhìn nó đúng gớm luôn á. Rồi bây giờ quần em cũng nói hot á. Thật mà nhiều người mặc lắm á, thật sự á. Cái gu thời trang của em anh nói thiệt luôn á. Vâng. Lâu lâu kiểu em mặc đồ rất là xinh xắn. Rồi luôn là bị mất nhận thức về thời trang á. Là kiểu là phối đồ tùm lum. Chứ không phải là gặp anh cố tình mặc giày hả? Gặp mấy anh khác rồi mới mặc váy ngắn tới bạn. Đi với anh trai thì nó phải mặc đồ nó phải khác chứ. Đấy, còn đi với trai mặc đồ nó khác nha anh em nha. Mình bây giờ đã ở một cương vị mới rồi, một người anh chính nghĩa của Thảo Dân. Anh trai khác trai. Cho nên là không còn những bộ cánh hay là cái gì đâu. Ê bên kia có bán cốm nữa kìa. Mấy bạn muốn trải nghiệm thì cũng ra đây các bạn có thể mua cốm được rồi nha các bạn nha. Áo dài nữa kìa. Áo dài. Mấy bạn này khả năng là học sinh á, ở đó là trường cấp 3 hay gì kìa. Ôi bạn này à. Oh my god. Má ửng hồng mà cao nha. Đúng cao luôn á. Úi giời. Chắc anh phải ráng cày để mua iPhone 16 zoom cho nó nét. Zoom cho nó căng. Hình như là làm cái gì chứ không phải là học sinh đâu. Nhưng mà nhìn mặt mấy bạn này non trong mà. Mười ba vẫn rất là đỉnh nha. Cái màu cam nó đẹp. Đúng rồi, cái này cái trong là nhân đậu xanh này. Quốc thử đi. Quốc thử đi. Em mà nói nhau nhá. Sao ạ? Đúng thơm luôn á.
Đúng rồi. Bao nhiêu công sức em đạp hồ Tây hết rồi đó. tự nhiên nghe hết ngon nghe. Dạ được không em? Làm đứa. Anh miễn phí à, không lấy phí đâu. Trời ơi, nghe một cái là tỉnh liền luôn. Nghe quan mang luôn. Nghe một cái là tỉnh táo liền luôn. Ai ơi, ngoài chị ơi. Một sự lựa chọn rất khó. Ăn uống gì không? Ăn được là mới ăn xong à? Cái kia trắng tươi luôn ấy. Gì đó ra hả? Cặp giò mướt ha. Anh đang xuống được không? Hả? Cái anh này chặt xuống được không? Cầm hai cái giò đó chắc đã lắm. Coi cho ngã em cái này không phải. Em đâu có dựa đâu. Ừ. Trời ơi các bạn kia hoặc mấy bạn ngồi. Nhiều cái nó nhiều. Hiểu lắm thôi. Nhiều cái nó thú vị thiệt chứ. Khách Hàn Quốc kìa. Hàn Quốc họ thay thêm mấy cái xe này họ đi ha. Đi theo đoàn á. Nhìn mê luôn. Nhìn mà lem gì thiệt luôn á. Khi nào em được như thế không biết. Hả? Khi nào em được như thế. Sắp thôi. Ba tháng thôi. Tôi 3 tháng thôi là tôi sẽ gọi là mướt hơn như vậy cho coi. Ngày đó xe rất xa vời. Trắng chưa. Trắng thì thôi á. Sao làm gì trắng dữ vậy? Hả? Đi ăn chỗ này nhớ chỗ này quá. Ê, cái quán cà phê ngày xưa anh có chụp tấm hình kìa. Restaurant VVNE. Quán này nè các bạn, ngày xưa mình có chụp tấm hình ở đây. Để mình lục lại mình đăng cho các bạn xem. Ngày xưa chụp tấm hình đúng đẹp trai luôn á. Thiệt gái nhìn là chỉ có đổ thôi. Đi vô đây anh lục cho em coi. Mà anh không biết anh để đâu rồi. Là đang chú Lý Hải đang cách tinh lật mặt 8 á. Em à, cái nội dung chú đưa ra là bạn đang vui vẻ bình thường, đùng một cái người yêu chia tay. Thôi, ok nha. À, không, từ. Đang là cảnh vui anh với em đang đi chơi vui vẻ. Lấy tâm lý ra. Xong rồi cái bắt đầu là anh nói chia tay. Ok nha. Cảnh ở Hà Nội đẹp em ha. Chuyến du lịch của tụi mình thật đáng nhớ đúng không? Anh nghĩ nó sẽ đáng nhớ hơn á, bởi vì sau hôm nay. Sao vậy anh? Anh sao vậy, đi chỗ khác tiếp đúng không? Anh đi nước ngoài cho nên anh muốn chia tay. Cảnh Hà Nội đẹp em nha. Chuyến du lịch này của chúng ta em thấy sao? Vui á. Thấy em vui hả? Tuần sau anh đi Mỹ. Anh đi làm gì? Đi chơi hả? Anh định cư bên đó luôn. Cho nên là đây là chuyến du lịch cuối cùng. Mong là em hiểu cho anh. Tụi mình chia tay nha. Em có thể đi chung mà. Thật sự thì nhà anh đã tìm cho anh một người tâm đầu ý hợp. Cho nên là bắt anh qua đó. Xin lỗi em rất nhiều. Anh không thể làm khác được bởi vì đối với anh gia đình vẫn là số 1. Sao vậy em? Biết chú Lê Hải có xem được clip này không? Sốc không? Yeah. Không ngờ kiểu chuyện gì cả mình bắt hôm nay mà. Nữa hả? Vậy là chưa thoát dài, chưa thoát dài. Nói chưa là anh chán em rồi, cho nên anh muốn chia tay. Sao anh lại nói cái từ đây cùng vậy hả?
Em đừng có níu kéo anh nha. Ok, hai đứa đã đi nhà thờ lớn xong. Nhiều bạn hỏi mình sao nhớ đường. Thật ra là kiểu mình đi không nhìn đường nó mới nhớ đường, không nhìn map nó mới nhớ đường đó các bạn. Chứ mình đi mình nhìn map mình không nhớ đường được. Đó, có thể là một hai lần đầu mình đi mình không nhìn map á, nó sẽ là hơi khó nhớ xíu. Nhưng mà chỉ cần các bạn nhớ được những cái chỗ các bạn nhầm thì các bạn sẽ không bao giờ các bạn bị nhầm đường. Như ở trên phố cổ Hà Nội á, là một cái gì đó cực kỳ khó. Nhưng mà không phải là mình biết đường đâu, mình sẽ nhớ những cái cột mốc, những cái điểm nhấn là cái điểm đó, đi hướng đó là nó đi đâu. Đó, có thể là mình đang ở một cái đường không biết, nhưng mà mình chỉ cần mình đi tới cái điểm đó một cái thôi là mình biết đi đường nào để đi tiếp liền. Sao buổi sớm dậy sáng đi đạp xe ăn sáng này kia thấy sao em? Thấy khỏe người. Bình thường kiểu ngủ dậy trễ xong cái thấy mệt mỏi. Hôm nay ngủ dậy sớm kiểu có trải nghiệm mới. Với lại em ngủ dậy trễ em sẽ thấy một ngày nó trôi qua nhanh lắm. Đúng rồi. Không làm được cái gì nó cũng hết ngày. Còn khi em dậy sớm em làm được đủ thứ việc hết á. Đóng ra cái ổ gà to dữ. Nó là cái cống kiểu vậy. Tới nhà hết tiền cảm đón cảm mít good night hẹn ngày đây bye nha bye. Cảm ơn các bạn đã xem clip này nha. Thì giờ thì cho Vân về để Vân đi chơi đi ăn với bạn của Vân nha các bạn. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào clip chiều nay nha.